Sau đây là hướng dẫn dành cho giáo viên để tiến hành thực hiện đầu thầu online. Đầu tiên, đăng nhập vào trang website của gotoaudition.vn, truy cập vào trung tâm thử hoa sen, tìm đến chuyên mục cấp học online. Tại đây chúng ta sẽ thấy kết với lại trang web của Zoom. Đây là một phần mềm dùng để hỗ trợ kết nối webcam trực tuyến dành cho các lớp học hoặc là các buổi hội họp. Và nếu như giáo viên nào chưa có tài khoản, chúng ta có thể dùng sign-in để bắt đầu tạo tài khoản. Sau khi nút click vào nút sign-in, Zoom sẽ đưa chúng ta về trang liên kết với lại tài khoản Google hoặc Facebook hoặc là tạo tài khoản mới. Tại đây, tôi sẽ hướng dẫn để liên kết với tài khoản Gmail Google. Chúng ta lựa chọn email mà muốn sử dụng để mở online. Nếu như email trước thì chúng ta sẽ chuyển hẳn vào cái trang tạo tài khoản. Tôi sẽ đưa về chúng ta về trang tạo các buổi hội họp trên Facebook. Đây chúng ta có thể sử dụng để lên lịch cho một buổi họp online. Chủ đề ví dụ như là xác định thời gian để tiến hành. Đối với tài khoản free, chúng ta chỉ được giới hạn là tối đa là 40 phút. Chọn khung giờ. Giờ hiện tại của chúng ta đang là GMT cộng 7. Nếu đây là cái lớp học không public thì chúng ta có thể yêu cầu đăng nhập bằng password. Ta để chế độ mặc định dành cho tất cả các thành viên khác có thể tham gia thì không cần thiết phải kích chọn vào chương mục này. Và ở video, đây là chương mục để dành cho xác định khi đăng nhập có sử dụng cam để bật video hay không. Nếu chọn on thì sẽ bật video ngay từ ban đầu. Chọn off thì từ đầu sẽ không bật video. Về phần âm thanh, chúng ta chọn bóp để dành cho cả điện thoại và máy tính. Ở phần Listen Option, chúng ta sẽ thấy là Enable Zone Before Host. Thì đây là chuyên mục để cho học viên có thể tham gia từ trước khi giờ học bắt đầu. Chúng ta click chọn vào đây. Ở phần Participant Open Invite thì dùng để cho các học viên bắt buộc phải tắt tiếng ngay khi tham gia vào lớp học. Sau đó thì trong thời gian học chúng ta sẽ yêu cầu các học viên mở tiếng sau, cho phép lập phòng chờ bằng tính năng Enable Waiting Room. Sau khi save lại thì chúng ta sẽ có một cái lịch học vào trong một meeting. Thì tại đây chúng ta sẽ có được cái thời gian bắt đầu buổi học vào 3 giờ chiều ngày hôm nay và chiều thứ tư. Và meeting ID, đây là cái meeting mà chúng ta có thể chia sẻ với lại các học viên, giúp các bạn có thể có một cái ID tham gia vào lớp học. Lấy ví dụ,
Trong phần zone ở meeting sẽ có nhập meeting ID hoặc là đường dẫn link cá nhân. Thì nếu như chúng ta đã có cái meeting ID này, chúng ta có thể share lại với lại các học viên, và các bạn học viên khi nhận được meeting ID này có thể nhập vào khung zone ở meeting và click vào zone. Ở đây thì chúng ta chọn cancel nếu như đang sử dụng trình duyệt để tham gia vào lớp học.